Cả nhà, cái này là ngoại lệ nha, cái này là tắm cúc xí sọn nha, tới đi tắm rồi nè mà còn tự nhiên vô đi tắm, nhớ câu chuyện này mắc cười quá, tại ra lấy cái điện thoại chạy vô quay đang mà kể câu chuyện trước khi tắm. Không phải là gì, tại vì hôm nay nhà tắm cúc có khách cho nên ở ngoài sùm lắm, không có ở ngoài kể được, nên là thôi nhân dịp cơ hội này chạy vô trong nhà tắm kể trước câu chuyện ở tắm sau. Mời cả nhà mình nghe câu chuyện này mắc cười lắm, đang không kịp nhớ. Là câu chuyện thế này, ở một cái làng đó thì ở bên đây thì có ông này là ông có những quá vợ mà ông có thằng trai cũng có 10 tuổi vậy đó, thì cha con ngày nào cũng tâm sự với nhau tiện này trên kia chơi. Còn là kế bên đằng kia thì có cái bà là bán tạp hóa, cái bà thứ tám bà tám bán tạp hóa đằng kia đó, bà cũng không có chồng. Ngon lành ha. Thì cái ông này ông khoái bà tám đi, ông khoái nhưng mà ông không dám nói ra, ông cứ ngỏm tâm sự với con ông hoài này kia vậy đó. Thì hôm bữa hai cha con ngồi là làm này làm kia, kiểu như là dốc tre hay là làm này kia đó, hai cha con ngồi, cái thằng con nó mới nói là ba ba con ơi, con đi học á mà sao mà con nói là cái nước mà nước Nhật Bản mà thằng bạn con nó không có chịu, nó nói con nói sai rồi. Cái ông ba nó nói, nó nói con nói sai là sao, nó nói không phải là nước Nhật Bản mà là nước Nhật Bổn mới đúng. Ba thấy là con nó nói ai đúng ai sai, con nói là Nhật Bản mà nó nói là Nhật Bổn. Thì ông ba của nó mới nói là nó nói cũng đúng, con nói cũng đúng. Bây giờ nước Nhật đó người ta kêu bằng nói là Nhật Bản cũng đúng mà Nhật Bổn cũng đúng, coi như là con với bạn con đứa nào cũng đúng hết. Thì ngày mai con lên trường á là con với nó nói là tao mày đứa nào cũng đúng hết, là hòa đi để đừng có nghịch với nhau nghe con đó. Thì thằng này nó nhớ là Nhật Bản, chữ bản chữ bổn cũng đúng nhau à, cũng giống y gan nhau, ba nó nói Nhật Bản cũng vậy Nhật Bổn cũng vậy. Xong cái tới hôm bữa đó cái bắt đầu ổng cũng đem ra, ổng thì ở nhà cũng hay làm đồ lặt vặt như thủ công nó nãy kia đó, thì ổng mới là tới đóng tủ bàn ghế thì ổng mới là cần mua bốn cái bản lề đó. Thì ổng mới kêu thằng con trai ổng, thằng đó đó, mày chạy lại tiệm tạp hóa bà tám á, mày mày mua cho ba mày là bốn cái bản lề này coi để hai đó. Thì đưa là đặng cho nó về đang đóng vô tủ bốn cái bản lề. Xong thì thằng nhỏ này nó ghiếu, nó chạy qua đó, nó chạy qua tới nó nói là cô tám đây, cô tám ơi. Cái cô tám nghe hỏi ra mua gì con, cô tám ơi ba con nói là cô tám bán cho ba con bốn cái bổn lề bốn cái bổn lề. Mà tám mới giật mình, trời ơi trời, thằng cha mày không có dạy đẻ mày ra mày nói chuyện gì vậy, cái gì mà bổn lề? Đâu có, ba con nói là mua bốn cái bản lề mà bản như bổn cũng thứ à, cho nên con kêu bằng bổn lề. Cái bắt đầu bà tám đó, mày kêu bậy ba, nó nói thôi vậy cô tám đừng la con, bây giờ không mấy là cô nói là con kêu bổn lề thì cô nói là con nói bậy. Thôi bây giờ cô Tám đừng có la con nha, bây giờ con bỏ chữ bổn nha. Nè cô Tám ơi, ba con kêu con qua đây mua mua cô Tám bốn lề. Con bỏ chữ bổn nè, con lấy chữ bốn thôi. Bốn cái bổn lề cô tám la, bây giờ con bỏ chữ chữ bổn mà con lấy cái bốn thôi, cô tám bán cho ba con bốn lề. Bà tám mới lại 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 hai cha con mày luôn, mày đi về quỷ nhỏ.